Chào mừng đến Học Viện Giảm Cân, đăng ký, like và share để nhận những cách giảm cân hiệu quả phù hợp nhé. 2 tuần không phải là khoảng thời gian dài. Ngoài ra, uống nước chanh là một giải pháp có lợi cho sức khỏe, đơn giản, dễ thực hiện. Đây không phải là một chế độ ăn kiêng giảm calori, nhịn đói. Khi áp dụng, bạn vẫn cần ăn một số món cho phép. Điều quan trọng nhất là hàng ngày, bạn nạp vào cơ thể một lượng nước chanh nhất định. Tác dụng của nước chanh giúp kiểm soát cân nặng. Uống một lượng nước chanh tươi nhất định sẽ tăng lượng calori bị đốt cháy. Chanh kiểm soát trọng lượng bằng cách ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Chúng có thể làm tăng sự trao đổi chất. Chanh cũng có nhiều lợi ích khác như hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư. Thanh lọc cơ thể, cần thêm một chút nước chanh vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp giải độc cơ thể. Quá trình detox này không cần tập luyện hoặc tiêu thụ quá nhiều chất lỏng mỗi ngày. Bạn vẫn được thưởng thức những bữa ăn bổ dưỡng và ngon miệng. Nước chanh cũng hỗ trợ tiêu hóa, tránh mất nước cho cơ thể, bổ sung vitamin C, đem tới làn da sáng đẹp, ngăn ngừa sỏi thận, cung cấp kali, giảm căng thẳng. Uống nước chanh là một cách tuyệt vời để quản lý cân nặng. Tuy nhiên, nếu bạn có một thực đơn gồm nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều đường tinh luyện và chất béo không lành mạnh thì việc bổ sung nước chanh không đem lại nhiều hiệu quả. Nước chanh thúc đẩy tiêu hóa và thay đổi vị giác của bạn. Ăn uống lành mạnh hơn với sự kết hợp của nước chanh giúp kiểm soát trọng lượng. Các thực phẩm nên ăn: rau, trái cây, các loại hạt, sản phẩm lên men, protein từ thực vật, sản phẩm từ động vật hữu cơ được chăn nuôi trên đồng cỏ. Chocolate đen, các thực phẩm nên hạn chế, đường, đồ ăn chế biến sẵn, nước ngọt, đồ ăn nhanh, tập thể dục tối thiểu 20-30 phút một ngày, ít nhất 5 ngày một tuần. Tác dụng phụ của nước chanh. Cho dù nước chanh có lợi cho cơ thể như thế nào, bạn cũng cần cân nhắc khi quyết định có nên bắt đầu thử thách giảm cân bằng nước chanh trong 14 ngày hay không. Cảm ơn đã xem video, đừng quên nhấn đăng ký kênh, comment cách giảm cân phù hợp và kết quả để cùng tạo động lực nhé.